Giáo sư Trần Văn Hà, sinh năm 1922, mất năm 2017, quê Hà Nội, nguyên là Tổng cục trưởng Tổng cục Chăn nuôi. Ông là người đề xuất mô hình VAC, vườn ao chuồng, VACR, vườn ao chuồng rừng và VACRT, vườn ao chuồng rừng thủ công nghiệp ở Việt Nam. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu phương pháp xử lý tình huống, hành động và áp dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, công tác quản lý. Từ nhỏ, Trần Văn Hà ước mơ sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh giúp người. Thế rồi, ở tuổi 20, ông lại phải đứng trước một sự lựa chọn ngặt nghèo khi ông thi đỗ vào cả hai trường, Đại học Y và Cao đẳng Thú y Đông Dương. Sau gần một năm theo học tại trường Đại học Y khoa, do hoàn cảnh nhà nghèo, không thể chịu nổi với tiền trả học phí, ông quyết định chuyển sang học trường Cao đẳng Thú y Đông Dương. Tốt nghiệp bác sĩ thú y năm 1945, ông tham gia tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1945, trở thành trưởng ty thông tin tuyên truyền Hà Nội. Sau ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946 cho đến ngày giải phóng thủ đô Hà Nội mùng 10 tháng 10 năm 1954, ông lên chiến khu Việt Bắc hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và đã gắn bó cống hiến cả cuộc đời mình cho ngành nông nghiệp Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu năm 1989 là 51 năm 2 tháng. Giáo sư Trần Văn Hà là tác giả của công trình nghiên cứu mô hình VAC, vườn ao chuồng về xóa đói giảm nghèo trên đất nông nghiệp. Từ năm 1956, mô hình VAC đầu tiên được áp dụng ở một xã nghèo ở Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa. Mô hình này triển khai trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành, được mở rộng ra theo mô hình nghiên cứu phát triển kinh tế trang trại VACR, vườn ao chuồng rừng, kết hợp với thủ công nghiệp. VACRT, vườn ao chuồng, rừng, thủ công nghiệp. Công trình này là thành quả của sự kết hợp giữa nông nghiệp truyền thống với công nghiệp hiện đại và sáng tạo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của vùng miền, khắc phục những khó khăn, hạn chế của phương pháp sản xuất truyền thống, đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Trong quá trình công tác, giáo sư Trần Văn Hà đã công bố gần 300 bài báo, bài nghiên cứu ở trong và ngoài nước, chủ trì trên 10 đề tài khoa học, viết hơn 20 đầu sách chuyên khảo và giáo trình. Ông là chủ biên của nhiều cuốn sách như Khuyến nông học, sách Kinh tế nông nghiệp gia đình nông trại, Phương pháp khoa học, học và làm của kỹ sư nông lâm nghiệp và nhiều cuốn sách khác do nhà xuất bản nông nghiệp phát hành. Đối với giáo sư Trần Văn Hà, ngoài lĩnh vực chuyên môn chính là nông nghiệp thì dường như nghiệp báo chí cũng song hành cùng giáo sư theo suốt cuộc đời. Sau ngày tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945, ông được cử làm giám đốc nha thông tin Hà Nội và sau đó là trưởng ty thông tin tuyên truyền Hà Nội. Trong thời gian trên chiến khu Việt Bắc từ 1950 đến 1954, ông là trưởng phòng chăn nuôi kiêm trưởng phòng tuyên truyền báo chí của Bộ Canh Nông, là thư ký thỏa soạn, tạp chí Canh Nông, chủ bút báo Toàn dân Canh tác, tiền thân của báo Nông nghiệp ngày nay. Từ ngày hòa bình lập lại cho đến những năm cuối đời, giáo sư tiếp tục có những bài viết sắc bén về tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Các bài viết trên tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, nhiều bài viết phân tích về tu dưỡng đạo đức, văn hóa, xã hội, rèn luyện sức khỏe, v.v. được đăng trên nhiều báo chí. Qua đó cho chúng ta thấy rõ hơn năng lực chuyên môn và năng lực viết của giáo sư Trần Văn Hà. Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực thú y, nhưng giáo sư Trần Văn Hà được nhiều lần mời đi thuyết giảng tại các trường đại học, các viện ở trong và ngoài nước. Trong các buổi hội thảo nói chuyện chuyên đề về các lĩnh vực chính trị, văn hóa, giáo dục như Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ Quản lý và Đào tạo Trung ương 1 Hà Nội, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đại học Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông nghiệp Nhiệt đới Montpellier của Pháp, Học viện Quốc gia Nông nghiệp Paris INA, Paris Grigouin Pháp, Trường Đại học Nông nghiệp Quốc gia Rennes ENSA Pháp, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mantier Nguobi, Cộng hòa Nhân dân Congo. Trong các chuyến công tác của mình, ông Trần Việt Thắng, con trai giáo sư Trần Văn Hà, luôn đồng hành cùng bố trong các buổi thuyết giảng, phụ giúp cầm tài liệu và treo hình ảnh phù hợp với nội dung của chương trình. Ông từng làm công trình Bí pháp Thọ Kiện Minh, nghiên cứu về các phương pháp làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện hợp lý của các bậc cao nhân có tuổi thọ cao ở Việt Nam như Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Trần Lê Nhân, thầy của ông. Đặc biệt hơn, giáo sư Trần Văn Hà còn được ông Nguyễn Mạnh Can mời làm cố vấn khoa học cho Ban Tổ chức Trung ương Đảng từ 1987 đến 1997, được ông Phạm Văn Đồng mời làm cố vấn từ 1991 đến năm 2000. Thạc sĩ Trần Việt Thắng, con trai giáo sư Trần Văn Hà, vẫn nhớ mãi câu chuyện cha mình khi năm 1945 vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu cầu chuẩn bị bài phát biểu để Đại tướng nói chuyện với chiến thắng giặc của vô tôi nhà Trần với quân Nguyên trên sông Bạch Đằng.
Khi còn là học sinh trường Bưởi, Trần Văn Hà rất chăm đến tham dự, say mê lắng nghe những bài giảng lịch sử hấp dẫn của thầy giáo dạy Võ Nguyên Giáp ở trường Thăng Long. Hay sau này, khi tham dự những buổi nói chuyện của Đại tướng về công tác khoa học kỹ thuật, giáo dục, đào tạo và chỉ đạo công tác nghiên cứu dự báo chiến lược khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội. Trong những dịp sinh nhật Đại tướng ngày 25 tháng 8, giáo sư Trần Văn Hà thường cùng nhà văn Sơn Tùng và các bạn chiến đấu năm xưa đến thăm chúc mừng sinh nhật Đại tướng. Bởi vậy, mối quan hệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với giáo sư Trần Văn Hà vô cùng thân thiết, vừa là tình cảm thầy trò, vừa là tình cảm gắn bó cùng chung lý tưởng, sự nghiệp cách mạng. Với vốn kiến thức rộng, trình độ chuyên môn cao, thông thạo tiếng Pháp từ thời học trường Bưởi, giáo sư Trần Văn Hà không chỉ giảng dạy ở Việt Nam mà còn được mời làm chuyên gia ở cả nước ngoài. Năm 1983, ông được mời tham dự hội thảo quốc tế về chủ đề phát triển nông thôn tổng hợp tại nước Cộng hòa Guinea-Bissau. Bản tham luận của ông thu hút được sự quan tâm của hội thảo. Ông được dành riêng một buổi để giới thiệu về phương pháp xử lý tình huống hành động của Việt Nam được vận dụng trong phát triển nông thôn và trong giáo dục lịch sử văn hóa Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã thông báo đầy đủ kết quả hoạt động của giáo sư Trần Văn Hà tại Hội nghị khoa học quốc tế ở Guinea-Bissau về Bộ Ngoại giao Việt Nam. Vì thế, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã điện gặp giáo sư Trần Văn Hà và ngỏ lời ý nhờ giáo sư giúp Bộ trưởng soạn giảng một giáo trình bồi dưỡng các đại sứ theo phương pháp xử lý tình huống. Năm 1985, giáo sư Trần Văn Hà được mời sang Cộng hòa Nhân dân Congo làm chuyên gia giảng dạy tại Học viện Nông thôn Tổng hợp IDR thuộc Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mantien Mouabi. Ngoài công tác giảng dạy, ông còn được mời tham gia hướng dẫn, bồi dưỡng hai chủ nhiệm khoa của Học viện Nông thôn Tổng hợp IDR về cách tiếp cận mới, phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, phương pháp xử lý tình huống, hành động với tư cách là giáo sư tiến sĩ Pháp. Với những đóng góp không nhỏ, giáo sư Trần Văn Hà đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mantien Mouabi, giáo sư tiến sĩ Abili trao tặng huy chương vì có công trình khoa học giáo dục sáng tạo. Giáo sư Trần Văn Hà từng nói gia đình chính là điểm tựa vững chắc, đóng góp 50% cho những thành công trong sự nghiệp khoa học của ông. Vợ ông, nhà giáo Nguyễn Thị Hinh là người bạn đời nghĩa tình thủy chung đã cùng ông theo cách mạng lên chiến khu Việt Bắc, tham gia vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp theo đó là cuộc chiến tranh chống Mỹ, cho đến ngày đại thắng mùa xuân, giải phóng hoàn toàn đất nước, thống nhất tổ quốc. Bà đã cùng ông nuôi dạy các con trưởng thành, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Trong những chuyến ông đi công tác xa, trong và ngoài nước, đều có sự chuẩn bị, chăm lo chu đáo của bà. Bà tận tụy, cần mẫn, cẩn thận đánh máy chữ tất cả những bài giảng, các buổi nói chuyện, những bài ông viết về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, sức khỏe. Phải nói rằng bà là người thư ký gắn bó suốt đời bên ông. Cả cuộc đời giáo sư Trần Văn Hà luôn là tấm gương tiêu biểu của một nhà trí thức cách mạng yêu nước, đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho công cuộc xây dựng phát triển ngành nông thôn Việt Nam nói riêng và hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung, góp phần vào công cuộc cải cách chấn hưng nền giáo dục và đào tạo nước nhà và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ông cũng là một cán bộ khoa học, nhà quản lý cần kiệm liêm chính, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, ham học hỏi, ham tự học và học tập suốt đời, là tấm gương sáng ngời giúp thế hệ trẻ noi theo.